Tập 29. Ghi chép lời nói của anh cậu hôm nay tôi xem hết rồi, rất có hương vị của đảng cộng sản. Nhưng mà chúng tôi cả ngày theo dõi anh ấy, không thấy anh ấy tiếp xúc với ai hết. Cho nên đây chính là nguyên nhân mà hôm nay tôi không phạt cậu. Cũng có thể là Tiết Quyển Ninh, cũng có thể là những người khác bên cạnh. Đi tìm ra người đó đi. Nhưng mà ra tay từ đâu đây? Ra tay từ những chuyện trùng hợp nối tiếp này. Hơn nữa, những trùng hợp này đều có liên quan đến người này. Mãn Quy Hoàng, có chứng cứ không? Có chứng cứ hắn ta có thể sống được sao? Cậu tìm ở Thượng Hải, tôi thông báo cho Quan Đông Quân và Bộ Tư lệnh Hoa Bắc hiệp lực điều tra ra bối Lạc Gia này. Căn cứ theo mục số 2 điều số 5, lừa gạt uy hiếp hội trưởng, trợ giúp người ngoài, làm hại đến lợi ích thương hội, tự ý vận chuyển thuốc phiện là ngỗ ngược, khai hương đường tự mình cắt đứt. Tự mình cắt đứt. Quan lão gia tha mạng, quan lão gia tha mạng, tôi không dám nữa. Quan tiên sinh, Hoàng Siêu đã chết rồi, hay là tha cho bọn họ đi. Như vậy cậu không cảm thấy phá hỏng quy tắc hay sao? Là người Nhật phá hỏng quy tắc, đâu có liên quan đến bọn họ chứ. Hay là nói với bọn họ, cho họ thêm một cơ hội, chỉ cần bọn họ không làm hán giang, không buôn thuốc phiện, dứt khoát từ bỏ. Chúng ta bây giờ đang cần chấn chỉnh lại cơ nghiệp. Loại người như bọn họ sau này chúng ta không cần nữa. Lại làm hư quy tắc nữa rồi. Hay là cậu cũng quỳ xuống đây đi. Ông chủ chưa nói chuyện, chưa lên tiếng, cậu cứ ở đây léo nhéo. Nó cứ như đang biểu diễn ngoài chợ ấy. Hát về thì ra quán trà mà hát, khóc tang thì ra bia mộ. Cậu cứ chạy cối ở đây làm gì thế? Cậu à, cậu đừng có tức nữa mà. Được rồi, để bằng cháu gái tôi đấy. Giả miệng thì tôi bỏ. Được rồi, cậu đừng có tức nữa. Ba, con thấy việc này Diên Soái nói cũng đúng đó. Cứ tha cho bọn họ lần này đi. Ta thấy nếu như Hoàng Siêu đã đền mạng, không cần thiết phải cho người chết nữa. Đứng lên đi. Đứng lên hết đi. Cảm ơn quan lão gia. Cảm ơn quan lão gia. Cảm ơn quan lão gia. Hôm nay các lão đại của chi nhánh đều ở đây. Tôi có chuyện này muốn tuyên bố trước mặt của mọi người. Nói cậu đó, nhìn đâu thế? Cậu còn chạy cối ở đây làm gì? Lát nữa toàn là quản lý cấp cao mở cuộc họp. Một đứa người làm như cậu ra ngoài đi. Đi đi, đi mau. Quan tiên sinh, tôi đi ra ngoài trước đây. Chờ một chút. Quan tiên sinh, các vị lão gia, quan mẫu tôi bây giờ giống như người đã chết, nằm một khoảng thời gian dài như vậy. Tôi phải cảm ơn mọi người ở đây. Cảm ơn mọi người đã không rời bỏ. Cảm ơn mọi người, đặc biệt hôm nay. Thằng nhóc này là nó giữ vững được bến tàu của chúng ta, giữ vững được mặt mũi của chúng ta. Tôi bây giờ tuyên bố, trước khi những chuyện A Kiệt quản lý, sau này tôi sẽ giao cho thằng nhóc này. Tôi
Không được đâu anh rể. Chuyện này sao mà được chứ? Chuyện lớn như vậy giao cho tôi chứ. Bởi vì là giao cho cậu mới xảy ra chuyện lớn như hôm nay đó. Vậy tôi chỉ có lòng tốt thôi mà. Lòng tốt làm hỏng việc thì là do vấn đề năng lực thôi. Được rồi, cậu về nhà lo việc trong nhà chúng ta đi. Năng lực của tôi to lớn như vậy, tôi chỉ lo chút chuyện nhỏ xíu trong nhà, như vậy mất phí tài năng. Cậu à, trước kia cậu là tổng quản đại đội mà, quyền lực cũng lớn nữa. Ba của con có tam cung lục viện, cần cậu lo không? Cậu của con chính là Lý Liên Anh đó. Chị à, chị mất sớm quá đi. Nếu như chị còn ở trên đời này. Cậu à, chị ơi, bây giờ sẵn sàng nó cũng ăn hiếp em. Tên cẩu đầu tài đó, nó trèo lên đầu lên cổ em. Em không thể ở lại nhà hậu quan nữa rồi. Đưa tôi đến mã hội, tôi muốn đi cưỡi ngựa. Lão già này khóc thật rồi sao? Nhất định là phải chịu thiệt thòi rồi. Không phải, theo lý mà nói, ai dám chọc một cậu đầy uất ức chứ? Cái nhà này của chúng ta, quay đầu một cái phải đãi tiệc tên chăn ngựa này thôi. Cái gì mà đãi tiệc chứ? Vừa nãy cô xem đồ ăn rồi, đến con tôm cũng không có. Là do thằng nhóc nghèo đó ăn không quen. Ba sợ nó đau bụng. Ai nói thế? Lần trước con mời anh ta ăn cơm, anh ta thiếu chút ăn luôn cả giỏ. Con từng mời nó ăn tôm hùm sao? Chừng nào con mới mời ba đi ăn? Ba có thể so với anh ta sao? Con chỉ là muốn nâng cao vị trí của anh ta thôi. Ba thấy con muốn nâng cao dạ dày của cậu ta thì có. Lão quan, bệnh của ba vừa tốt là tức con đúng hay không? Con đang chọc tức ba đó chứ. Ai cũng nói Đổng Dĩnh yêu thức tiên nữ. Bà thấy thức tiên nữ không dễ dàng gì. Con mang theo tôm hùm hạ phàm đó, cẩn thận chịu hư cậu ta đó. Viên soái đó với cậu tôi sao mà chưa chịu xuống đây vậy? Viên tiên sinh nói là anh ấy lâu rồi không hề về nhà cho nên về rồi. Đi rồi. Rượu này cô uống được hay không? Cậu bắt anh ta về uống với ba. Phải hát một khúc Ôn Tủ Trảm Qua Hồn rồi. Ai đó? Đừng tránh đường. Anh đứng ngay ra đó làm gì? Đi chơi với quan đại tiểu thư cả ngày không mệt hả? Ăn cơm đi. Chơi gì mà cả ngày? Đừng nói bậy chứ. Xảy ra chuyện gì thế? Không có gì xảy ra hết. Vậy cần gì tiêu tiền lắm thế? Làm như giao thừa. Cũng đâu phải tiền của em. Tiền của ai? Khu thu bỏ tiền ra làm đó. Ăn xong bữa này, sau này không qua nữa hay sao? Ăn xong bữa cơm tạ tội này, anh nếu vẫn không tha thứ cho tôi thì tôi thực sự không qua nữa. Cậu muốn tạ tội gì thế? Lại không nghe theo sự sắp xếp của anh, không đi theo chú Kiệt nên chú Kiệt mới chết. Anh soái, tôi sai rồi. Cho dù cậu có theo chú Kiệt vẫn chết thôi. Làm không tốt còn kéo cả cậu theo nữa. Cho nên không có gì phải bồi tội hết, coi như một bài học đi. Không có gì đâu. Ngồi đi. Ngồi xuống, ngồi xuống. Tôi cũng nhắc nhở mọi người, bây giờ đám nhặt nhạnh vì thuốc phiện mà cái gì cũng dám làm hết. Cho nên mọi người nhất định phải cẩn thận.
lão phương trượng nói với tôi. Ông ấy nói, được rồi đừng hát nữa, mau ăn đi. Tin tức nhanh nhẹn nhỉ. Bà của tôi vừa tuyên bố là ở đây làm yến tiệc ăn mừng rồi. Yến tiệc ăn mừng gì chứ? Chúng tôi đang cơm tạ tội của Khu Thu. Cơm tạ tội? Tạ tội gì chứ? Ăn mừng, ăn mừng cái gì? Dù sao cũng không phải ba người. Tôi vừa sinh ra là phải ăn mừng rồi. Mọi người nói xem còn ai nữa. Chúc mừng anh soái phục chức rồi. Không chỉ có chuyện phục chức không đâu. Vậy là trợ lý thăng chức quản lý rồi. Anh soái, tôi nói cho anh biết, cho dù là giám đốc hay phó giám đốc, chỉ là cần là giám đốc thì cả đời này ổn rồi. Phó giám đốc thì đãi tiệc làm gì chứ? Thật sự là giám đốc hay sao? Tên nhóc viên giả kia là quan gì thế? Hình như là sở trưởng gì gì đó. Giám đốc với sở trưởng ai to hơn? Dù sao cũng là cùng cấp. Vấn đề sở trưởng, giám đốc ai to hơn này, tôi cảm thấy có thể giao cho quốc gia. Hai người đừng có ở đây bàn nhảm nữa đi. Tôi đến là muốn nói cho mọi người nghe, viên soái bây giờ đã là... Cô đừng có ở đây hò hét nữa. Đây không phải là biệt thự nhà họ Quan các cô đâu. Đây là địa bàn của chúng tôi. Anh thăng chức lên cái gì vậy? Cuối cùng cũng đến được tôi nói rồi hay sao? Đoán mười cái gì thế? Quan tiên sinh bảo tôi tiếp quản vị trí của chú Kiệt thôi. Anh soái tử, cuối cùng cũng nên công chuyện rồi. Anh có nằm mơ cũng không nghĩ đến chứ gì. Tôi nói cho anh nghe, anh cuối cùng cũng nên công chuyện rồi. Hai người sùm cái gì vậy? Tôi thăng chức chứ có phải là hai người thăng chức đâu. Điên khùng gì thế? Vui mừng, vui mừng. Cái này không phải thăng chức, cái này là lên trời rồi. Lên trời không may mắn xíu nào đâu. Cô nói bậy bạ gì thế? Tôi nói bậy bạ gì chứ? Lên trời. Không nghe câu nói người xưa hay nói hay sao? Bỏ hung biến thành diều hâu, một bước lên trời. Tôi chưa từng nghe thiệt. Cái gì hung, cái gì chim chứ? Cô ấy nói tôi là con bọ hung, biến thành diều hâu bay lên trời. Phải đó. Vậy thì anh càng không được ở chỗ thế này rồi. Vậy tôi ở chỗ nào? Tôi lên trời kiếm được hoàng đại đế để ở hay sao? Anh đừng có nhắc đến tay du ký. Mục đích ngày hôm nay tôi đến đây chính là bảo anh dọn nhà. Dọn nhà? Dọn đi đâu? Cô nói xem. Chú Kiệt là tổng quản nhà chúng tôi. Ở nhà chúng tôi 15 năm rồi. Cô nói xem anh ấy nên ở đâu? Tôi vẫn nên ở đây thì hơn. Tôi ở đây không ảnh hưởng đến chuyện làm gì cho nhà cô. Tổng quản nhà hậu quan nhất định sẽ ở nhà hậu quan. Anh sói tử à? Nhìn bộ dạng anh thật là muốn chuyển qua đó hay sao? Anh không về đây nữa hay sao chứ? Vậy sau này nếu chúng tôi nhớ anh, muốn đến đó thăm anh, bọn họ không cho chúng tôi vào phải làm sao đây? Không cho vào, tôi là ai chứ? Viên soái, tôi bây giờ là tổng quản của quan thị thương hội. Bạn bè đến thăm mà, không cho thăm hay sao? Không được, Viên công công. Cô mắng ai thái giám vậy? Thái giám tổng quản. Sạch sẽ rồi. Anh soái, tôi vừa mới giúp anh thu dọn lại lần cuối. Đồ của anh ở đây hết rồi. Đã không còn gì nữa rồi. Hôm nay anh dọn đến ở đi. Hả? Hả gì? Ở phòng tôi đi. Nếu không nhóc cam nó ở một mình, tôi không yên tâm. Tôi không yên tâm đâu. Hay là tôi dọn qua đây ở? Cậu dọn qua cái gì? Anh em nhà người ta ở chung không sao? Cậu dọn qua không sợ người ta đồn bậy bạ hay sao? Vậy trước kia anh cũng ở chung, anh cũng đâu phải anh em, anh cũng không sợ người ta đồn bậy đâu. Khương Thu nói đúng đó. Chỉ cần hai người thích nhau ở cùng nhau, ông trời cũng không lo đến đâu. Đây là nhà của tôi, không phải quan thị thương hội. Chuyện này tôi quyết định. Hứa? Hứa gì mà hứa? Cậu không được dọn qua đây. Đồng Phúc, anh chết tâm với viên soái đi. Anh ta không hợp với Niếp Niếp đâu. Anh ta bây giờ đánh nhau với quan sản. Soái tử với quan sản thế nào? Dù sao tôi cảm thấy hai người sớm muộn gì cũng tốt đẹp. Mấy cái này của anh là thứ gì thế? Giống như chạy nạn vậy. Để nhà chúng tôi thấy có hợp hay không? Không hợp, không hợp. Mấy thứ này không hợp. Người đi mới thích hợp. Người đi thích hợp hơn. Khu Thu, tôi đồng ý cho anh dọn qua.
đừng có giúp đồ của tôi đấy. Điếp điếp, anh Soái nói rồi, nói em ở một mình, anh ấy không yên tâm, muốn hai anh qua ở đây với em. Một mình anh ấy đến nhà hậu quan, em có thể yên tâm hay sao? Hai người không cần ở cùng em đâu, nhưng có thể uống rượu với em không? Chuyện đó thì đương nhiên rồi. Không được nói cà tím. Alo, cửa hàng Tây Mỹ nghe. Tôi là người giới thuốc. Phải rồi. Bông Tâm Hòa gần đây tăng không ít. Anh muốn nhập hàng sao? Thông báo trong nhà, để thẩm phán an toàn ngồi vào vị trí, tôi sẽ khởi động dự án tích cực. Được, để tôi xem còn hàng hay không. Hai vị, trà đến rồi đây. Uống trà đi. Đại ca, muốn đi sao? Lần sau quay lại. Đi nha. Thêm nước. Viên Soái, cẩu nô tài, tên thỏ đế, lông còn chưa mọc đủ, còn dám cướp mũ miệng của bối Lạc Gia đây. Triều đại trước là ngỗ nghịch đó. Ta đâm chết ngươi. Ông ta thật sự đang hút hay sao? Đáng cộng sản hận nhất chính là thuốc phiện. Nhìn bộ dạng của ông, có thể là đảng viên sao? Tôi thấy Ishihara đầu óc có bệnh rồi. Ông ta mà là đảng cộng sản cái gì? Vậy tôi chính là bí thư của đảng cộng sản rồi. Tôi thấy ông ta cùng lắm chỉ là đảng sách bạch thôi. Đại Thanh Quốc đó gọi đám người này đến giải quyết hết rồi. Đừng nói với cái vô dụng nữa. Ông ta tức giận với ai vậy? Cái này tôi điều tra kỹ rồi. Bản quy hoàng này lén vào hậu quan, tự ý ký tên vào hợp đồng vận chuyển. Quan Bình Nghĩa này trong lúc nóng giận đem vị trí của A Kiệt đưa cho Viên Soái, không giao cho bản quy hoàng. Hơn nữa không cho phép ông ta tham sự vào chuyện kinh doanh của thương hội. Quan Bình Nghĩa này cùi chỏ hướng ra ngoài, giúp người ngoài không giúp người nhà. Quan Bình Nghĩa này cũng coi như thủ hạ lưu tình. Bản quy hoàng này không phải em vợ của ông ta, chỉ dựa vào chuyện này không rút cơn ông ta ra là không được. Nhưng mà Ishihara, tại sao lại nghi ngờ ông ta như vậy chứ? Ishihara trừ không nghi ngờ thiên hoàng ra, có ai ông ta không nghi ngờ chứ? Ông ta bị cái bệnh này ăn vào máu rồi. Bắt, bắt, bắt ông ta cũng không bao nhiêu tiền chuộc hết. Tôi muốn để cho Ishihara biết, trên thế giới này không phải ông ta nói gì cũng đúng. Hiểu rõ.
Làm gì đấy? Đây là giấy phép kinh doanh của cục phòng chống thuốc phiện cấp. Với đặc gia hút thuốc ở đây, hợp pháp mà. Ông có giấy kinh doanh thuốc hay không? Tôi nói cho ông biết, ở Thượng Hải bảo hút thuốc không giống như nằm giường lò nhà các ông đâu. Phải đến cục phòng chống thuốc phiện đăng ký giấy phép. Có nhìn thấy hay chưa? Những người này toàn bộ đều có giấy phép. Ông không có. Vậy phải mời ông đến chỗ chúng tôi ngồi một lát. Chẳng qua là lúc nào thì Quan Bình Nghĩa giao tiền chuộc ra. Lúc đó ông có thể về nhà. Ông đừng nên nói cho Quan Bình Nghĩa biết Bối Lạc Gia tự làm tự chịu. Chuyện này với Quan Bình Nghĩa không liên quan một chút nào hết. Đưa đi. Từ từ. Bối Lạc Gia tự mình biết đi. Các hạ, ông xem với cái đức hạnh này, có thể là đảng Cộng sản hay sao? Đảng Cộng sản không phải giống hay không giống. Tôi muốn làm phải hay không phải. Tôi cho rằng ông ta không phải, cho nên không cần thiết đối phó giống như lần trước với Tiết Lập Quân. Bắt ông ta làm mồi nhử. Như vậy không những bắt không được đảng Cộng sản, càng sẽ gia tăng thêm xung đột giữa chúng ta với nhà họ Quan. Cậu sợ xung đột với nhà họ Quan sao? Bây giờ chắc là nhà họ Quan sợ xung đột với chúng ta rồi đó. Tôi ngược lại cho rằng Viên Soái bây giờ càng khó đối phó hơn. Nhưng mà tôi lại cho rằng Viên Soái bây giờ càng dễ đối phó hơn mới đúng. Anh ta ở vị trí của A Kiệt cũng coi như trở thành con rể của nhà họ Quan. Quan Bình Nghĩa tuyệt đối không cho phép anh ta dây dưa với đảng Cộng sản đâu. Nhất định sẽ phái người theo dõi chặt anh ta. Như vậy anh ta sẽ không làm gì được nữa. Ôn hương có lúc càng dễ giết người hơn cả dao súng. Các hạ nói rất đúng. Nhưng đến đổi mãn quy hoàng này, tôi cảm thấy hay là thả ông ta đi đi. Không, cậu phải nghĩ cách nhốt ông ta thêm mấy ngày. Tôi muốn nhìn xem Viên Soái phản ứng của anh ta khi mất đi người này rồi. Ông vẫn cho rằng Viên Soái là thẩm phán. Phải. Sờ sờ cái gì thế? Lạ quá ta. Ông nói xem ông ăn mặc như thế này, sao vẫn cảm thấy giống tên lưu manh vậy chứ? Nhìn thế nào cũng thấy dị dị. Tôi thấy anh mặc bộ quần áo này cũng rất dị dị đó chứ. Chẳng qua anh cũng có chút cảm giác đại ca của chú Kiệt năm đó. Nhưng mà anh làm việc không chu đáo như chú Kiệt đâu. Tôi đến lâu như thế rồi, đến chén trà cũng không có. Không biết có phải do nhà họ Quan nghèo, đến tiền mua trà cũng không có nữa hay sao? Đến mức độ đập nồi bán sắt hay sao chứ? Muốn uống trà chứ gì? Có chứ sao không có. Ngồi đi. Như vậy còn được. Làm trò gì vậy? Cút đi. Anh đứng lại cho tôi. Tôi nói cho anh biết, hôm nay tôi đến làm việc. Anh nhìn kỹ cho tôi. Mãn Quy Hoàng bởi vì không có giấy phép mà đi hút thuốc phiện đã bị bắt rồi. Anh nhìn kỹ cho tôi. Anh nghĩ tôi đến lừa chút tiền hay sao? Tôi là niềm tình sức khỏe Quan tiên sinh vừa mới tốt lên, sợ ông ấy bị kích động, cho nên chuyện này tôi không có rêu rao ra ngoài. Lần này tôi đến là muốn nhà họ Quan cầm chút tiền đến cục cảnh sát chuộc người về. Không ngờ rằng tấm lòng của tôi đến chén trà cũng không có. Tôi thấy tổng quản và anh đây làm không xứng chức rồi. Cáo từ nha. Cậu tôi bị điên rồi hay sao? Sao cậu ấy đi hút thuốc phiện như vậy chứ? Mau chóng nói chuyện này cho ba cô đi. Chuộc người về trước rồi nói.
Cái đời này của ba tôi hận nhất là hút thuốc phiện đó. Ông ấy nhất định không quan tâm đâu. Ba của cô là anh rể của ông ấy mà không lo sao? Không cứu. Có là con ruột của tôi cũng không cứu đâu. Ông chủ quan, ông xem, chuyện này thực ra đều tại tôi. Nếu không phải tôi chiếm mất vị trí đại tổng quản giống như là của Mã tiên sinh, thì ông ấy cũng không thế này. Uất ức buồn đầu là đi hút thuốc phiện. Con người sống trên đời chuyện gì cũng không thấy qua chứ. Vừa gặp chuyện là đi hút thuốc phiện để trốn tránh. Người như vậy chi bằng khỏi sống thì hơn. Quan tiên sinh nói rất đúng. Nhưng mà đây không phải là em vợ của ông hay sao? Lớn tuổi như thế rồi, cộng thêm tinh thần đang không bình thường. Ông nói xem, ở trong nhà giam mấy ngày, nếu như xảy ra chuyện, ông có hối hận hay không chứ? Nhất định hối hận rồi. Cho nên chúng ta đưa cậu ta ra rồi nói đi, về rồi phạt ông ấy. Được rồi, tôi nói không cứu là không cứu, bao gồm cả hai đứa. Đi đi. Hai vị anh em, nói nghe này, tôi chỉ hút một hơi thôi, dốc một đêm rồi, cũng nên thả tôi ra rồi chứ, phải không? Hay là cho tôi uống miếng nước đi. Người anh em, hay là nói cho anh vậy, tôi chỉ hút một hơi thuốc thôi, dốc một đêm rồi, tại sao không thả tôi ra chứ? Không có bạc đãi anh đâu. Người anh em dị đẩu, thả tôi ra đi, thế nào? Cảnh sát ở đây, có thể là anh em với tên hút thuốc phiện sao? Anh nhìn cái miệng nát của tôi đi. Anh là nhị gia nhà tôi. Nhị gia thế nào? Anh thả tôi ra ngoài. Tôi mời anh ăn mãn hán toàn dịch. Mãn hán toàn dịch. Tôi nói cho ông biết, nhà anh rể của ông bây giờ nghèo rồi, đến tiền mua trà cũng không có nữa. Tôi đi đến chỗ của bọn họ, đến y trà cũng không có. Ông cảm thấy bọn họ có cầm tiền đến chuộc ông hay không? Quan Bỉnh Nghĩa, Quan Bỉnh Nghĩa, anh kêu đến em vợ anh cũng kêu hay sao? Chị ơi, chị nếu còn khỏe mạnh thì tốt biết bao. Em cũng không đánh đổi nhìn sắc mặt của người ta. Khóc chị hay sao? Gọi mẹ cũng không được. Nhị gia, hay là thế này đi, tôi tự mình bảo lãnh cho mình. Đồ tốt. Cái thứ rách nát gì thế này? Anh nhìn xem đi, Ngọc Lục Bảo đó. Đây là Ngọc Lục Bảo mà. Cái này còn được. Anh cũng được thật đấy. Cái này là muốn mạng của tôi luôn rồi. Phải nói trước, cái này đưa anh, anh phải thả tôi ra đó. Thả tay, đưa đây, thả tay. U Minh, đây là đồ cổ đó. Phải rồi, đây là của A Mã, của A Mã, của A Mã truyền lại đó. Phạm nhân hút thuốc phiện mãn quy hoàng, có hối lộ cảnh sát, vật phẩm xung công. Người đâu? Đeo thêm cho phạm nhân cùm sắt, kéo dài thời hạn giam giữ cho tôi. Dân Lý Nhị Cẩu, Lý Nhị Cẩu, mày không được chết tử tế đâu. Làm gì thế? Tình hình là như thế. Quan Bỉnh Nghĩa từ chối bảo lãnh cho ông ta. Lẽ nào nói là phán đoán của tôi và dự cảm có vấn đề hay sao chứ? Là ông quá thận trọng rồi. Không trừ tên thẩm phán, không trừ đảng Cộng sản, sao tôi dám yên tâm được? Manh mối này phải cắn thật chặt, tuyệt đối không thể lơi lỏng. Đây là mệnh lệnh đến từ Nam Kinh, yêu cầu chúng ta cho dù thế nào cũng phải chia một phần thuốc viện hỗ trợ hoạt động chính phủ. Còn về mãn quy hoàng có phải đảng Cộng sản hay không? Tôi thấy hay là đợi Quan Đông Quân và Bộ Tư lệnh Quan Đông trả lời, đương nhiên sẽ rõ ràng chân tướng.
Tôi đi làm việc này trước. Đều muốn ăn thịt thì ai đi săn? Xin lỗi, không sao. Sao thế này? Cúp điện rồi, chuyện gì thế? Ai đó? Là anh đây. Phải rồi, người chế thuốc phải tôi đến, đi theo tôi. Tiểu Ninh gần đây thế nào rồi? Anh có thể yên tâm được rồi. Người phụ nữ của anh trước giờ chưa từng nói một câu với người lạ. Viên sói có đến không? Không có. Mau lên, hôm nay tôi không được khỏe. Lái nhanh đi. Chuyện gì thế này? Chuyện gì vậy? Hình như là cúp điện rồi. Xuống xem thử đi. Để chậu qua đã an toàn rồi. Ta về rồi. Tra rõ ràng rồi, cũng không biết là nhà ai bị chập điện rồi. Sập cầu dao, tất cả đều bình thường.
anh mau đi đi, không kịp rồi. Cô xem, nối hai sợi dây này lại, cô có thể nghe tiếng ở phòng bên cạnh. Tôi biết rồi, anh mau đi đi. Không đi được rồi. Tiểu Ninh, anh về rồi sao? Sao thế? Vừa nãy em thay bóng đèn, không cẩn thận làm dở bóng đèn rồi. Muốn lấy kềm nhặt nó lên cũng không biết tại sao. Tia lửa xẹt một cái mất điện luôn. Em không sao chứ? Không sao. Sao đây mấy chuyện này cứ để cho anh làm được rồi. Anh đi xem thử dây điện mấy phòng khác có bị hư không. Phòng của anh không sao, đi qua phòng em xem thử đi. Phòng của anh không sao, phòng của em chắc cũng không sao đâu. Nhìn một cái thì an toàn hơn. Anh nghe đi. Alo. Là tôi. Tôi là Hanaya Toshi. Alo, alo. Tín hiệu dẫn của tôi không được tốt. Lát nữa gọi lại nha. Có thể là do cậu chị bị hư rồi, anh đi thay một chút. Sao rồi? Không sao chứ? Nguy hiểm quá. Tôi thật sự muốn giết con sói viên giả này. Cậu nhất thiết không được nông nổi. Tổ chức muốn anh ta sống chính là vì từ anh ta chúng ta có được nhiều tình báo hơn. Vì sự nghiệp của đảng, thiệt thòi cho cô, phải tiếp tục ở cùng với con sói. Tiểu Ninh có gì bất thường không? Không có, vẫn như bình thường. Cô ấy có đi vào phòng của tôi hay không? Khoảng thời gian trước lúc mất điện, thiết bị của chúng tôi không thể vận hành bình thường. Không biết tình hình ở bên đó. Điện thoại của tôi có bị nghe lén hay không?
Vừa nãy lúc anh nghe điện thoại, chúng tôi đã thông qua cơ quan trinh sát của Nhật tiến hành kiểm tra, tất cả an toàn hết. Anh chắc chứ? Điện thoại của anh là dây chuyên dụng, một khi có người nghe lén, điện lưu sẽ nhỏ lại, chúng tôi có thể nghe thấy được. Canh chừng cẩn thận cho tôi. Vâng.